Ăn cơm thoai xoài xoài. Ê, lấy cái hộp cho chị với. Hộp chị để đây ăn cho nó dễ. Lấy hộp. Đừng. Chị coi chị mà, đâu có xu nào lo. Lấy hộp. Ủa sao có mì vậy? Xoăn mì. Tại sao lại không nói cho chị biết? Tại mì này em mang về mà. Thì ý là tại sao nói là ăn mì đi, chị cũng thích ăn mì mà. Có biết đâu mà khi thế chẳng hay không anh ăn mì. Thôi được rồi. Vậy đây lần sau chẳng muốn ăn mì kia. Bóc bóc cái Còn cái gì cơm nữa trời, phở đâu. bóc 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 bóc. Ủa gì ạ? Là chị Hằng ăn cơm hả? Mang về rồi ăn phở đi. Phở đâu? Có phở đâu? Trời ơi, sao cái này nhìn giống cơm quá vậy? Phở mà. Trời ơi, nhìn y chang luôn á. Cuối cùng cũng đã ăn mì. Còn mì gấu đậu. Nhìn gì? Nhìn chém à? Thì mình sẽ cho chào một miếng. Trời ơi, hành. Thôi. Để đấy đi, chị lấy thìa chị múc ra. Mà hành này chín rồi ăn không có đắng. Hôm qua là do để sống mà phải đắng. Ăn khoai. Xoài. Ăn cẩn thận vô. Nó kéo người đi. Không ai lại chơi gì chơi. Nhéo á. Ăn thêm phở không? Nhiều phở quá à. Qua nhà mình bị á thì chơi đúng mắt chẳng có hành đâu cô ta không có hành ok mà ăn phở ăn mì nha. Đổ. Đã kêu đổ chứ để vậy đâu, cứ cất cái thằng này. Rồi đến tiếp tục người chạy bàn. Còn này cắt đi để chưa ăn tiếp. Bye bye. Không có đi đâu. Đánh cho một trận bây giờ. Đừng, cái thằng này. Thì có biết cái chữ đó để chê lòng. Chị miếng thôi. Ốm à. Lầu 8 khu H. Chẳng bị ốm à. Không.
ăn đi. Mày ăn ít à? Dạ. Dạ bụi mắm mày. Đã lau cho mì, ăn gà hoài cho nên để bụng ăn mì. Ăn hết gà trước. Chưa no vậy hả? Chưa no thêm phở không? Hả? Một phần ba có đó thôi. Chứ ai cho hết đâu mà phải lo. Tối đi mạnh về, tối đi tập chạy bộ thôi nhá. Đúng không? Bộ gì? Mạnh về sao đi bơi? Đồ mà. Mạnh teo người. Đúng không? Thiếu quá.